Hai miếng là gì đó cha? Trời ơi, trời ơi. Su. Đang lột quần lột ảnh. Trời ơi. Chưa thấy ai lột hết nha này. Hôm nay bà chị bị khui cái mẻ bánh tráng của chính mới có tê rồi. Nhưng mà người đời là người đời đem nhiều nhất. Dạ em hai miếng mà thì không biết, thì không thấy ai ăn hết trơn, chị thấy của mình đem ăn cái cơm nè. Cũng như trời. Thôi chị ăn nhiều xíu được nào cũng chờ không có chờ. Trời ơi, chị nói chị em mình. Ba nửa nửa bên đây ba hát cái bao nhiêu cỡ đâu không rồi chán hết. Bây giờ em mới biết chị bánh đưa em tới cỡ nhà. Ai khui ai có hàng, ai có hàng Tâm Thảo đúng không? Không có hàng đất mà. Được rồi, cô chịu nghĩ em luôn cũng ăn. Ai gì? Nó cũng có ăn thịt bánh đâu chứ. Sao trời ơi. Ổng chị ẩn luôn. Ổng chị ẩn luôn. Muốn sợ. Ồ ơi đi đâu gặp bả đây. Đi sợ luôn. Đi đâu cũng gặp Mỹ. Rồi xong xong kể qua đồ bảo vệ ra đã. Nó làm con trai lại rồi. Bây giờ cô cứ làm lại là một người à, một người đàn ông chân chính của cuộc đời này, không nghe làm bd chắc phải làm con trai lại lấy vợ thôi. Cảm ơn mọi người. Sơ hôm nay anh biết em rất là mệt luôn, em đi đóng rất là nhiều bộ phim luôn, em có bực thải bực mí phim nào? Bữa nay em tham gia một bộ phim của chị Nguyễn Quỳnh Như, là chị tổng giám đốc của công ty mỹ phẩm Collagen X3, thì đi ra một bộ phim mới, thì trong phim có Susu nè, có anh Quang Tuấn nè, có cả anh Tuấn Dũng nữa, thì rất là vui, và phim đó sẽ được phát sóng vào Tết, thì hy vọng rằng mọi người sẽ xem. Thì ngày hôm nay là ngày đầu tuần thì Susu đi quay, thì tới cận giờ diễn mới về, cho nên là hơi đuối, cho nên là phần màu không có lên sân khấu nổi. Chỉ là vô thay đồ là nằm trong đó không á, không có lên nổi tại vì rất là mệt. Tại vì quay tối hôm qua diễn xong họp đủ thứ cho ngày cuối tuần đang họp nguyên một tuần sau. Hôm qua là chủ nhật, họp nguyên một tuần là tới gần 3 giờ mấy mới về. Mà 5 giờ sáng là đã đi quay rồi, phải có mặt ở phim trường là 6 giờ. Cho nên là tới bây giờ thì Susu chưa có ngủ nha mọi người. Thì bây giờ Susu diễn xong thì Susu với lại một số thành viên của Lô Tô Hương Nam sẽ lên xe và ngủ trên xe để mà về cần Bến Tre, về Bến Tre để biểu diễn cho một chương trình rất là lớn ở Bến Tre của một công ty về nha khoa. Thì tiếp tục là ngày thứ ba không ngủ và tiếp tục ngủ trên xe xong rồi khi mà diễn xong và bữa sau về thẳng sân khấu luôn và diễn tiếp cho đêm thứ tư. Hy vọng mọi người sẽ tới với Lô Tô Hương Nam ở những đêm diễn tiếp theo, ví dụ như là thứ ba sẽ là chủ đề thứ ba sẽ là chủ đề gì ta, thứ ba chủ đề gì Ái Liên? Dạ là vũ điệu. À ngày mai là vũ điệu Hawaii, rất là mát mẻ, rất là tươi mới. Ngày kia là thứ tư sẽ là chủ đề là chuyến xe bão táp. Thứ năm chủ đề gì? À thứ năm đặc biệt lắm, đó là đêm phản diện, đó là những người đẹp của Lô Tô Hương Nam xóa ra thành những nhân vật phản diện để phục dù cho tất cả mọi người. Thứ sáu là chương trình Hoàng Châu Công Chúa. Thứ bảy là chương trình Gương Mặt Thân Quen. Và chủ nhật sẽ là chương trình được mang tên Thế Giới Hoa Hậu, là một chương trình rất tâm huyết của Lô Tô Hương Nam, cũng giống như là chương trình Hương Nam Mai Nai vậy đó. Cho nên rất là mong mọi người sẽ sắp xếp thời gian và lựa chọn cho mình một cái chủ đề mình thật thích và tới với Lô Tô Hương Nam, hoặc là có thể tới tất cả các ngày luôn, bởi vì Lô Tô Hương Nam sẽ lên đèn vào lúc là 19 giờ tất cả các ngày trong tuần. Thì hy vọng mọi người sẽ ủng hộ cho Lô Tô Hương Nam nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn Lô Tô Hương Nam. Em nghỉ sớm mà em thăng tiến rồi đó. Thăng tiến rồi mọi người. Bye bye. Cảm ơn. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại vào 18:30 giờ ngày mai là thứ ba. Xin chúc quý vị gặp nhiều may mắn.
Trời, giật cớt được không? Mà Nhi ơi, hôm nay anh em đúng quá trời luôn, chú thử lên tục luôn, thời tới luôn. Nó hơn đó. Người ta nói là đen tình đỏ bạc, còn đỏ bạc thì đen tình. Các em nhớ sắp chia tay đó một câu. Anh em đợi em ai nói? Em bảo em nhắc nghe. Đâu từ lao. Ôi cha, cha. Trời ơi cha, nó bị cái bạc cha. Đủ dấu. Cha. Đáng nghe anh đi canh được. Kìa, cái bảo vệ ngon quá kìa. Đi đây, đi đây, đi đây. Mệt cho con. Mệt đây. Bà lấy cái chân giò bỏ qua bên kia, thảo chân giò bỏ bên kia, tôi nằm quá luôn, tôi tự nhiên tôi đứng vậy. Ui kéo nó ngồi đâu để đây để cho thấy chưa. Alo à, alo rồi cười lên nha. Che mặt má chụp lại. Ok rồi. Ê, tụi hai bạn chồng mình luôn rồi. Ôi ơi, rồi. Trời ơi. Không biết làm sao. Màu xanh lá. Mọi người ơi, mọi người đây chơi nha mọi người nha. Dạ. Tại sao hôm nay mày giải thích lý do gì mà mày đi giật chồng người ta? Trong khi đó chuyện tình của tao với mày chưa chấm. Không, tao với mày chưa nói chuyện rõ ràng. Mà mày hãy chồng Nhi. Hồi nãy giờ mày đi ra ngoài giật, mày giật thằng bên. Một mình. Mày quần lót tao nè. Nhi. Tao gửi tặng này nhi. Bi, hủy bi. Bi, hủy bi. Bi, hủy bi. Dơ. Ôi trời ơi, chỉ là khăn tắm. Trời ơi, khăn tắm ập lao cho mặt. Rất đẹp mà chơi dương. Trời ơi. Nè Tâm Thảo nè. Thảo liếc thì biết rồi. Thảo liếc thì biết rồi. Mới có 4 phút à. Mới 4 phút, 8 phút à. Nè không, ta thả này xuống là tự động gãy liếc là coi như hết luôn. Ôi, cái gì vậy? Đánh lộn đây. Mệt quá. Bye bye mọi người nha, em vô tỉ trang cái gì. Ở mày bộ. Mày nợ tôi vẫn thật lại em cái gì? Không có. Có mềm nó mềm đợi rồi. Không có. Không có rồi nữa. Em với mềm đúng rồi nhỉ. Nó chơi chứ em với mềm dự định chắc 13 năm nữa hai đứa cưới nhau đúng không? Như đang đặt nhà hàng đó. 13 năm nữa là hai đứa em sẽ cưới nha. Tại vì giờ lỡ em có bầu trước á, người ta gọi là ăn cơm trước cậu á, cho nên là giờ nhà mới cho cưới 13 năm sau con lớn mới được cưới một người thôi. Anh chơi lô tô, anh kiếm tiền, anh nuôi em. Trời ơi vậy nha. Anh trúng liên thưởng liên tục à. Em đi làm hồ thấy mày em luôn nè. Lấy tiền đi chơi lô tô. Anh thần ơi là trời. Thì cũng khổ cũng chết cho nó nói. Anh chơi đâu, anh có thua đâu, anh chơi anh thắng không à. Thua bữa giờ, mới có ngày hôm nay là thấy được trúng đó. Mới ngày hôm nay duy nhất mới được trúng đó đó quý vị. Trời ơi, nhưng thật sự chơi này là hên xui lắm mọi người. Đó, cho nên là mọi người rảnh thì mọi người đến đây chơi để được nhận quà cho vui vẻ. Giống như là một bộ môn giải trí mà đặc biệt ở đây sẽ biểu diễn nghệ thuật liên tục. Mọi người sẽ thưởng thức giống như thay vì mình đi xem ca nhạc thì bây giờ mọi người à. Thì mọi người đó vừa xem ca nhạc và vừa có quà. Em vui vẻ đúng không chị? Em vui vì có mình chị buồn. Sao vậy? Em tại sao em không thương chị mà chị hãy sao chị buồn? Bài của chị lại làm đi.
Trời ơi, chị hỏi em đi mua chị bánh tráng á, chị mượn, chị làm bài, chị làm minh họa thôi. Còn sao? Em ăn hết trơn luôn. Rồi gì chị đền? Chị đền. Trời ơi, chị nói chị đừng có khóc. Chị ơi, chị đền nhiêu? Trăm mấy. Trời ơi, có 100+ thằng đêm chị hát tới 300 chị đền đúng rồi chị. Đền tiền lương, đền tiền lương 300 chị đền 100+ bình thường đúng không? Có gì đâu trời ơi. Thôi nè, bye bye nha, mãi yêu nha, thả tim. Bye bye. Rồi anh cầm khúc gửi.